Xin kính chào các bạn. Ngày mưa tôi ghé xem cội lụa của tôi đã được chủ vườn ghép lan hoàng nhạn vào như thế này. Mới qua 2 ngày nên chưa có sự khác biệt gì. Nhưng ngay sát đây có một giò lan nhỏ đã bung nở. Mặc dù trời mưa rả rích, mưa tầm tã, mưa rất lớn đã 2 ngày nay. Bởi vậy chúng tôi vào trong vườn lan để mời các bạn thưởng lãm mặt bông lan phi điệp tím. Một giò lan phi điệp tím rất nhỏ đây ạ, rất nhỏ, và trong mưa nhưng lan vẫn nở căng. Điều kỳ diệu ạ, là trong mưa lan vẫn nở như thế này. Các bạn có thấy đẹp không ạ? Tôi thưa thớt điều này. Rất có thể lại đón nhận những viên đá tảng. Nhưng các bạn có hình dung thấy trên những cánh hoa đầy những giọt mưa không ạ? Một người bạn đi cùng có nói với tôi rằng như là nước mắt của đàn bà, nước mắt của phụ nữ. Và bạn ấy nói rằng nước mắt ngắm người phụ nữ lúc khóc thì có một vẻ đẹp rất đặc trưng. Nhưng tôi thì không nghĩ thế. Tôi chỉ biết đây là cánh hoa, những cánh lan phi điệp tím có những giọt mưa giúp cho lan nó thêm lung linh, mặc dù ánh sáng không được tốt lắm. Chứ còn nước mắt, hôm trước chúng tôi có quay một clip để mời các bạn thưởng lãm với tiêu đề là Lan rừng và nước mắt đàn ông. Nhưng còn về nước mắt đàn bà thì quả thực thưa các bạn, chúng tôi không dám bàn. Còn quay trở lại câu nói của ông bạn đi cùng tôi rằng ngắm người đàn bà lúc khóc là lúc đẹp nhất, tôi không cho rằng như vậy. Vấn đề là người ta khóc lúc nào ghê phải không ạ? Nếu các nam thanh nữ tú trong một lúc nào đó họ đến gần nhau nhất, họ có những lời gì trao gửi với nhau nhất, sung sướng, hạnh phúc, và có một giọt nước mắt trong sung sướng, trong hạnh phúc, phải chăng đó mới là người hình ảnh người đàn bà lúc đẹp nhất khi khóc chăng ạ? Tôi thưa như thế, nhiều bạn sẽ ném đá và bảo đã có tuổi rồi còn ABC. Nhưng xin thưa, đây là những câu chuyện mấy ông bạn trẻ đi cùng tôi nói như vậy thì tôi cũng xin thưa thớt như vậy. Bởi không lẽ quay lan có 4 bông hoa như thế này, chỉ nói rằng mời các bạn thưởng lãm 4 bông hoa rồi không nói gì thì tôi thấy nó nhàm nhàm làm sao ấy. Thế mà còn chuyện văn chuyện chương hay dẫn giải gì đó thì tôi lại rất kém cỏi. Bởi vậy tôi vừa ghi hình vừa có đôi lời thưa với các bạn như vậy. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Kính chúc các bạn sưu tầm được những giò lan đẹp, những mặt bông lan đẹp để chúng ta và những người thân thương cùng bạn bè thưởng lãm. Xin cảm ơn các bạn hạ cố ghé xem những bông lan phi điệp tím rất dung dị. Xin thân ái kính chào các bạn.